Ok, thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vấn đề IP. Rồi, thì đầu tiên đấy là IP có nghĩa là gì? Thì theo như anh search Google ấy, thì sau khi anh search từ IP thì nó ra cái kết quả là như thế này. Copy ra nó nghĩa là nói ngắn gọn, thì địa chỉ IP, Internet Protocol có nghĩa là địa chỉ giao thức của Internet. Nó tương tự như địa chỉ nhà hay địa chỉ của doanh nghiệp. Ồ, nhưng không, chúng ta sẽ không tìm hiểu về cái vấn đề này. Chúng ta sẽ không tìm hiểu về cái IP mạng đó. Mà cái IP mà anh đang muốn nói đến trong cái bài này đó có nghĩa là Intellectual Property, có nghĩa là luật sở hữu trí tuệ. Nó bao gồm có trademark bảo hộ về nhãn hiệu, copyright bảo hộ về cái bản quyền sáng tác, patent bảo hộ về cái vấn đề liên quan đến kiểu dáng thiết kế, đây là liên quan đến sáng chế, và một cái bảo hộ bản quyền nữa nó liên quan đến bí mật kinh doanh. Nhưng mà ở trong bài này chúng ta sẽ chỉ có tập trung nói sâu về ba cái chủ đề chính mà chúng ta sẽ gặp phải nhiều trong cái vấn đề liên quan đến kinh doanh trên Amazon, đó là bảo hộ về nhãn hiệu, bảo hộ về cái bản quyền sáng chế và bảo hộ về cái bản quyền về sáng tác. Đó, thì đây là chính là những cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi ngày hôm nay. Đầu tiên đấy là liên quan đến bảo hộ về nhãn hiệu. Thì bảo hộ về nhãn hiệu nó sẽ bao gồm gì? Đầu tiên đó là sẽ bảo hộ về text, về những cái ký tự. Thứ hai là bảo hộ về logo, là những cái biểu tượng để người ta đăng ký bảo hộ cho cái thương hiệu của mình, cho cái nhãn hiệu của mình. Và thứ ba là có thể bao gồm cả text và logo kết hợp lại với nhau. Thì đây là ba cái biểu tượng cùng nói đến cái thương hiệu Nike, về cái thương hiệu về giày dép và đồ thời trang rất là nổi tiếng trên thế giới. Tiếp theo nữa, một số loại bảo hộ nhãn hiệu khác như là bảo hộ về màu sắc, bảo hộ về âm thanh, bảo hộ về mùi hương và bảo hộ về cách mà nó được nhìn thấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng loại một để chúng ta phân biệt được về những cái loại bảo hộ này. Đầu tiên lấy là bảo hộ về text. Text thì hiện tại trong cái ở trên Amazon thì chúng ta có thể là dễ dàng tìm kiếm nó ở trên tiêu đề. Thì ở đây là cái tiêu đề được tìm thấy. Thường thì nó hay gắn luôn cái brand ở trên đầu luôn. Đó là Weezy, Weezy. Đây là cái một cái brand mà hôm trước anh cũng vừa mới làm cho khách xong. Thì để bán được những cái thương hiệu này thì mình sẽ cần phải cung cấp cho Amazon giấy ủy quyền mình được phép bán cái thương hiệu này. Ngoài ra thì còn phải nhập hàng chính hãng nữa. Thì khi mà cung cấp đầy đủ những giấy tờ đó thì mình mới được phép bán những cái thương hiệu này. Còn nếu như mà mình để lọt cái thương hiệu này trong cái tên tiêu đề cũng như trong listing của mình mà không được sự cho phép bởi cái chủ của nhãn hiệu này thì mình sẽ bị vi phạm quyền trademark, và họ sẽ sẵn sàng kiện mình và làm cho cái tài khoản của mình bị khóa. Ở đây thì trong cái này thì nó sẽ còn có là có Wizy, Wizycam này, ở đây cũng có Wizy này, ở dưới này nó còn có thêm cả Alexa, Alexa nữa đó. Ok, chúng ta có thể tìm kiếm tiếp theo đó là ở bullet point. Bullet point là năm cái dòng mô tả ngắn ở bên dưới của sản phẩm. Thì nó sẽ có thể xuất hiện ở đây và ở đây nữa. Đây là ba cái nhãn hiệu mà nó sẽ có thể được nhắc đến trong cái bullet point này. Và mình khi mà mình mà làm listing thì mình cũng sẽ cần phải để ý để tránh những cái từ khóa có nhãn hiệu. Thì thông thường thì những cái từ khóa có nhãn hiệu này là những cái từ mà nó là một cái tên riêng và rất là khó, không thể dịch được. Thì đấy là những cái cách nhận biết dễ nhất. Tiếp theo đấy là nó có thể là xuất hiện ở trong cái mô tả dài của sản phẩm. Đó là ở đây và ở đây. Ba cái widget nha. Ngoài ra thì nó còn xuất hiện ở phần shorter nữa. Ở phần shorter mình là nó có thể xuất hiện khi mà mình nghiên cứu đối thủ. Mình nghiên cứu bộ từ khóa, tìm kiếm những cái bộ từ khóa mà được tìm kiếm nhiều nhất.
và có lượng cạnh tranh ít thì để chúng ta dùng để tối ưu cho listing ấy. Thế nên là anh hay có cái công đoạn mà anh cũng hướng dẫn mọi người làm, đấy là anh hay copy tất cả những cái bộ từ khóa mà mình định dùng cho việc mô tả. Anh ném nó lên Google và anh lọc từng dòng một để tránh sai sót, tránh bị lọt bất kỳ cái từ khóa nào vào trong từ khóa trademark nào vào trong cái phần listing của mình, trong cái phần liên quan đến mô tả sản phẩm của mình. Ok, tiếp theo đấy là nó có thể xuất hiện ở logo. Thì ở đây nó có thể là xuất hiện ở cái hình ảnh sản phẩm này, hoặc là ở trong mô tả, thì ở đây nó sẽ có ở trong cái phần mô tả đây là những cái logo của cái thương hiệu Fit Slim Billy này. Tiếp theo đấy là bảo hộ nhãn hiệu về màu sắc. Từ đây là sẽ có những cái thương hiệu khá là nổi tiếng và nó được đăng ký bảo hộ cái màu sắc cho cái logo của họ. Như ở đây là màu đỏ thì chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là màu đỏ của logo Coca-Cola từ trước đến nay. Màu vàng thì là nó có một số những cái này thương hiệu này của nước ngoài anh cũng nhìn không 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 rõ lắm nó là cái thương hiệu gì, chắc là cũng liên quan nhiều đến thức uống, có cái lick L'Oreal này chắc là nhiều liên quan thức uống. Màu vàng thì là liên quan đến McDonald's này, Zero Pet này, cái này là cái trang vàng mà hay có xuất hiện nhiều những cái thương hiệu lớn, tổng hợp những cái danh sách những cái thương hiệu ở trên này, trên là danh sách thông tin các công ty trên này. Màu xanh thì mình thấy có hai thương hiệu khá quen thuộc, đấy là Solation và Starbucks Coffee này. Màu xanh thì là nó được bảo hộ cho một số những cái thương hiệu như là Facebook, Intel hay Skype. Màu tím thì cho cái logo của Yahoo. Đây là Hallmark, còn ở giữa anh cũng không quen lắm. Ok, tiếp theo đấy là bảo hộ dành cho âm thanh. Thì ở đây anh sẽ đưa ra hai cái ví dụ mà mình khá là quen thuộc. Đó là cái âm thanh của cái điện thoại Nokia kiểu cũ. Khi mình khởi động lên đó, nó hay có kiểu là tanh 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 vậy. Và cái số 2 là ai xem phim thì khá là quen thuộc với lại cái khởi đầu của mỗi bộ phim mà có sự đầu tư bởi hãng phim Century Fox này. Nó hay có đoạn đầu trống chiêng rất là nổi bật và nghe phát là mình biết ngay đó là của thương hiệu này rồi. Đó thì đây chính là bảo hộ dành cho cái âm thanh. Tiếp theo về thứ năm đó là bảo hộ về cho mùi hương. Mùi hương thì ở đây nó thường hay dùng để bảo hộ cho những cái thương hiệu nước hoa nổi tiếng như là Chanel, Dior, Romano đó. Rồi bây giờ tiếp theo là đến là bảo hộ về cái cách mà chúng được nhìn thấy. Ở đây là anh lấy cái ví dụ là đây là cái cách mở cửa của thương hiệu xe Ferrari. Nó mở cửa theo kiểu này, nó mở gập lên trên và nó hơi hơi xoải ra nữa. Thì đây là cái thương hiệu Ferrari như này, nhưng mà cũng có một loại xe khác được mở nó gần giống tương tự nhưng mà nó là mở thẳng. Đó là xe liên quan đến Lamborghini, nó là mở thẳng chứ nó không gập gập cánh ngang ngang như thế này mà nó chỉ mở thẳng lên thôi. Thì đó đây là cũng có thể là họ sẽ bảo hộ cho cái quyền được nhìn thấy nó như thế này. Ngoài ra bảo hộ cho cái này thì ngoài trademark ra nó còn bảo hộ liên quan đến patent nữa, về kiểu dáng thiết kế nữa. Thì một thứ thì nó cũng có thể là được bảo hộ bởi rất nhiều cái khác nhau. Ok, tiếp theo đây là ở trên một số những cái cách để mình dễ dàng nhận biết những cái thương hiệu có đăng ký trademark ở trên Amazon. Đó là một là những cái thương hiệu đó sẽ được đăng tải những cái video liên quan. Còn những cái thương hiệu mà không đăng ký trademark trên Amazon thì sẽ không được phép đăng tải những video này lên listing, mà mình sẽ chỉ có 7 ảnh duy nhất thôi. Tiếp theo nó là sẽ có một cái cửa hàng và mình sẽ nhìn thấy cái chữ là Visit the Fitzsimmons Store, nghĩa là nó sẽ được tham quan một cái cửa hàng chính của cái thương hiệu này.
Đó thì chỉ có những cái thương hiệu đăng ký trademark thì mới có những cái những cái công dụng này thôi. Ngoài ra thì ở phần mô tả dài thì bình thường nếu mà mình mà những tài khoản mà mình chưa được đăng ký trademark thì mình chỉ được đăng tải toàn text là text, mình sẽ được giới hạn là 2.000 ký tự cho cái phần mô tả dài này. Tuy nhiên là ở những cái tài khoản được đăng ký trademark thì họ được phép tạo ra những content A cộng và những content này sẽ được đăng tải những hình ảnh để mô tả cho cái sản phẩm cho cái thương hiệu của họ ở dưới phần mô tả dài. Đó. Thì đây là những cái mà mình có thể dễ dàng mình nhận thấy được khi mà mình bán hàng trên Amazon. Tiếp theo đấy là cái biểu tượng mà mình sẽ hay nhìn thấy, dễ dàng nhìn thấy nhất trên các cái thương hiệu, đó là hai biểu tượng tượng TM và chữ R như thế này. Thì ở dưới này anh đã có hai cái ví dụ liên quan đến cái Nintendo Switch, đây là cái bộ điều khiển của cái thương của cái đồ chơi cái thương hiệu đồ chơi Nintendo này. Nó có cái chữ TM ở góc nhỏ nhỏ. Còn đây là cái logo của Starbucks thì nó sẽ có cái biểu tượng chữ R nhỏ nhỏ ở góc này. Thì đây là những cái thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ trademark. Thì ở đây là sẽ có sự khác biệt giữa cái biểu tượng TM và biểu tượng chữ R này. Thì đây là nó sẽ được phân loại và đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký. Thì những cái đã được đăng ký thì được sẽ được ký hiệu bằng ký hiệu R. Đây là gọi là đăng ký độc nhất. Chỉ họ mới có thể sử dụng cái checkmark này và không có bất kỳ những cái thương hiệu nào khác được sử dụng cái thương cái mà họ đã đăng ký. Thì đây là gọi là những cái checkmark đã được đăng ký bảo hộ toàn phần. Còn TM này là chỉ được bảo hộ một phần thôi. Bởi vì là sẽ có rất nhiều những cái thương hiệu mà mình nghe là nó khá là cái tên nó nghe nó khá là chung chung, và khi mà họ đăng ký bảo hộ thương hiệu kiểu đó thì chỉ được bảo hộ trên một phần nào đó, một cái class nào đó thôi, và cái class đó thì anh sẽ giới thiệu ở trong phần tiếp theo là tại sao nó sẽ chỉ được bảo hộ một phần mà không được bảo hộ toàn phần như thế này. Là nó sẽ có sự khác nhau và nó sẽ có những biểu tượng để nhận biết biết khác nhau trên cái thương hiệu đó. Đây. Ví dụ ở đây anh đưa ra đó là một loại là những cái tên chung chung và thứ hai là liên quan đến những cái từ đã được đăng ký bảo hộ trên mark. Thì ở đây là đều là những cái tên ở đây là cat, tên chung nó chỉ nghĩa là con mèo, nhưng trên mark nó có thể là được viết tắt bởi một cái chuỗi ba từ nào đó bắt đầu bằng chữ chữ C, chữ A và chữ T, nhưng mà cái logo của họ người ta bảo hộ cho cái từ cát này. Và tí nữa anh sẽ có một cái ví dụ liên quan đến cái từ cát này cho anh em xem. Nó là nó cũng đã được bảo hộ nhưng mà nó chỉ được bảo hộ trên một cái phương diện nhận thức nào đấy thôi, chứ không được bảo hộ toàn phần cho cái từ cát này. Tương tự đó là từ Nike, từ Next và từ Amazon. Thì Amazon như mọi người biết thì nó chính là tên của con sông lớn nhất thế giới, sông Amazon ở châu Mỹ, Nam Mỹ và cụ thể là ở Brazil. Nhưng hiện tại nó cũng được biết đến như là một cái thương hiệu lớn nhất thế giới liên quan đến bán lẻ, đó là về cái sàn chúng ta đang làm bán, đó là Amazon. Thì để phân biệt được rõ và tránh cho cái việc là chúng ta sẽ vi phạm những cái lỗi liên quan đến cái này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp trong cái phần tiếp theo của cái bài này. Ok, thế là chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta nhận biết được cái từ khóa hay là cái biểu hiện đó nó có checkmark hay không. Hiện tại có hai cái trang mà anh hay dùng để mình search checkmark được đơn giản nhất, đó bao gồm là checkmarkia và uspto.gov.gov. Nó là hai cái trang mà chuyên kiểm tra thương hiệu trên thị trường Mỹ. Thì đây là với từ snake, nó là liên quan đến một từ chung thì nó là chỉ có rắn, nhưng ở đây dưới đây là nó họ
họ đã đăng ký bảo hộ cho một số những cái ngách khác liên quan đến từ từ next này. Thì ở đây là có cái dòng số 2 này là những dạng đã được restricted này, thế là người ta đăng ký bảo hộ cho thuốc men này, các kiểu thuốc men và những cái đồ liên quan đến y tế. Có đăng ký cho thương hiệu Snake này, thì nếu như mà mình mà cũng tham gia cái bán cái cùng cái ngành hàng này và mình dùng từ Snake thì là sẽ vi phạm và sẽ bị họ kiện. Còn nếu mà mình dùng từ Snake trong việc mô tả mọi thứ đơn giản thì nó là không vi phạm. Đó, thì đây là nó sẽ liên quan đến cả cái sự cạnh tranh trong ngành nữa, thì sẽ bao gồm những cái ngành như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nó sẽ có bao gồm là 45 ngành tất cả. Ok, và anh check một từ khác, nó là từ hamburger chẳng hạn. Thì ở đây là không có như ở trên này ấy, thì là nó hiển thị ra những cái thương hiệu đã được đăng ký, thì nó sẽ hiện là receipt này, thì là đã được đăng ký rồi. Còn nếu mà một thương hiệu nó không được đăng ký thì nó sẽ hiển thị cho mình được phép đăng ký bảo hộ cái thương hiệu đó trên các cái thị trường này, và nó cũng báo giá luôn cho mình là cái chi phí để đăng ký cái từ khóa này cho cái thương hiệu của mình là giá là bao nhiêu ở những cái thị trường khác nhau. Tiếp theo là mình có thể là kiểm tra cái trademark đó trên USPTO. Thì mình sẽ vào cái địa chỉ là uspto.gov để vào cái trang web này. Sau đó là mình vào cái mục trademark, search, searching trademark, kiểm tra cái trademark này có tồn tại hay không. Kéo xuống dưới một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy cái nút là Search Out Trademark Database. Đó. Vào đây thì mình sẽ vào tiếp tìm tiếp cái mục đó là Basic Word Mark and Search dành cho New User, nghĩa là mình là người mới và mình sẽ chỉ muốn kiểm tra một cách nhanh nhất thôi. Còn dưới là nó sẽ còn bao gồm nhiều cái khác nhau mà nó sẽ cần yêu cầu những cái kiến thức về kỹ thuật nhiều hơn để có thể là mô tả rõ nét và chi tiết nhất về cái thương hiệu đó. Thì mình là người mới và mình sẽ không thể nào mà mình tìm hiểu sâu xa được, nên mình chủ yếu là mình sẽ sử dụng cái dòng trên cùng, thế là tìm kiếm dựa trên những cái từ khóa rất là đơn giản cơ bản thôi. Thì vào đây thì mình sẽ có thể là nhập cái từ khóa đó vào cái ô tìm kiếm, chọn tất cả là all ở dưới này, hai cái fill vào research but content, mình content là mình sẽ để ôn hết, và sau đó là mình submit cái kết quả tìm kiếm này, cái câu hỏi này. Thì đây nó sẽ hiển thị, đây là như anh đã điền cái từ Nikki vào chẳng hạn, thì đây nó sẽ sổ ra một loạt là 954 kết quả tìm kiếm thấy, nó chia ra làm 50 trang. Đó. Thì đây nó sẽ có bao gồm là số hiệu đăng ký của cái thương hiệu này. Đó. Và họ đăng ký bảo hộ những cái từ khóa như thế nào, và nó còn đang cái biểu cái trademark, cái bảo hộ này nó còn còn có giá trị hay không. Thì thông thường một cái trademark đăng ký nó sẽ có hiệu lực trong vòng khoảng 10 năm, và sau 10 năm nếu như mà mình không tiếp tục đăng ký bảo hộ tiếp cho cái thương hiệu này thì nó sẽ ở trạng thái là death, đã chết, cái thương hiệu này đã chết rồi. Và bất kỳ một người nào khác đều có thể là đăng ký mất của mình cái thương hiệu đó. Nó giống như kiểu việc là mình đăng ký một domain, một cái tên miền trên mạng chẳng hạn, giống như ở đợt rồi là ở bên Ukraine hay gì là Google bị một người người ta đăng ký nhanh tay, đăng ký trước cái tên miền đó, thế là Google lại phải mua lại cái quyền sở hữu của cái tên miền đó ở trên trên mạng. Thì ở cái này, vấn đề này là nếu như một thương hiệu nào mà đăng ký bảo hộ rồi thì thì họ sẽ phải sau 10 năm là họ sẽ cần phải là theo dõi để đăng ký lại tiếp, nếu không thì cái thương hiệu này sẽ bị người khác dễ dàng đăng ký được và sẽ không được quyền bảo hộ cho những cái từ khóa hay là cho những cái logo thương hiệu của mình nữa. Thì ở đây là nó chia ra làm 45 class.
tương ứng với lại 45 những cái ngành nghề khác nhau mà một thương hiệu có thể đăng ký bảo hộ. Thì ở đây là nó sẽ có thể là có những cái class, đầu tiên là chemist product này, liên quan đến hóa học này, liên quan đến sơn sửa này, cosmetic này, là liên quan đến mỹ phẩm này, đây là những đồ công nghiệp này. Thì ở đây là nó có 45 class khác nhau, và trong mỗi một class nó lại chia ra thành rất rất nhiều những cái danh mục con nữa. Thì mọi người cũng biết là kiểu dạng ví dụ như là cái quần áo chẳng hạn, thì nó sẽ quần áo và footwear này, nó có thể là quần, có thể là áo, có thể là áo t-shirt, áo hoodie, áo sweatshirt, nó rất rất nhiều dòng khác nhau ở trong cái một cái class này. Và nếu như mà một thương hiệu mà đăng ký thì sẽ có thể là đăng ký tất cả những cái danh mục con trong cái class này. Khi mà mình có thể chứng minh là cái thương hiệu của mình nó bao gồm tất cả những cái danh mục con đó, bằng cách là gửi cho bên USPTO những cái thông tin liên quan đến hình ảnh sản phẩm và có chứa logo thương hiệu của mình trên đó. Nó thì giống như anh em là nhìn thấy ở trên công ty ý, thì là có cái một con gấu hình hình giống giống cái răng ấy, thì có đằng sau này thì có chữ cao co mz này, và cái thuyền nữa. Hôm trước là anh cũng đã gắn những cái logo của mình lên đó để anh đăng ký bảo hộ thương hiệu cho cái thương hiệu co mz. Và một thương hiệu khi mà đăng ký bảo hộ cho một dòng này, đăng ký bảo hộ cho một dòng nào thì mới được bảo vệ cái quyền bản quyền nhãn hiệu trên cái class đó. Còn nếu như mà vẫn làm nhưng mà nếu mà một người khác mà sử dụng cái từ khóa đó hoặc là cái logo đó nhưng mà trên một cái class khác thì đó không được gọi là vi phạm. Ví dụ như là nếu mà Liki mà người ta chỉ đăng ký bảo hộ cho cái liên quan đến quần áo này hoặc giày dép này, thì mình nếu mà mình mở ra một cái thương hiệu mới bán đồ trang sức có cái biểu tượng Nike chẳng hạn, thì và mình đăng ký bảo hộ cho nó thì đó là không vi phạm. Thì nếu mà thế nên là mới có cái khâu check như thế này để biết được là cái thương hiệu đó người ta đã đăng ký bảo hộ cho những từ khóa gì hay là trên những class nào. Đó thì là khi mà mình check ví dụ cả ở đây nữa, check trên cái trademark Kia nữa, thì khi mà mình bấm vào read more này, xem chi tiết này, thì nó sẽ hiển thị ra tất cả những class mà cái thương hiệu này được đăng ký. Và nếu như mà cái sản phẩm của mình nó không thuộc những cái danh mục mà những cái thương hiệu này đã được đăng ký thì mình hoàn toàn mình có thể bán được. Mình không hề vi phạm trademark. Bởi vì là người ta chỉ đăng ký bảo hộ cho một cái dòng sản phẩm khác, không phải là dòng sản phẩm đấy. Nhưng tất nhiên là cái việc liên quan đến đăng ký bảo hộ cho tech thì nó dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều so với việc là mình sử dụng cái logo của họ. Logo thì chắc chắn là nó sẽ còn liên quan đến một cái quyền bảo hộ khác, đó là bảo hộ liên quan đến copyright nữa, quyền sáng tạo ra cái logo đó nữa. Ok. Đây. Ví dụ như là ở đây anh có một cái đó là biểu tượng của Apple chẳng hạn. Nhưng mà cái quả táo này, ví dụ như là mình bán một cái bức tranh có hình quả táo thì mình có được ghi cái từ Apple đó lên cái tiêu đề hay là cái mô tả sản phẩm của mình không? Hay là một cái sản phẩm nào đó nó có hình quả táo hoặc là nó dùng cho cái việc là cắt táo chẳng hạn, thì mình có được sử dụng cái từ Apple này không? Thì hoàn toàn mình có thể sử dụng được, nhưng mình nên sử dụng với những cái giới từ đằng trước, ví dụ như là for, use for, repeat for, hay là những cái từ khác liên quan như gọi là nói chung là dùng cho cái gì đấy, hoặc là có một cái gì liên quan đến đến cái này, chứ không phải không mình không sẽ không dùng từ Apple cho một cái dạng riêng rẽ đó, thì mình sẽ không bị lo liên quan đến vấn đề bảo hộ. Và cái từ Apple này nó cũng gần như là nó sẽ là một cái từ khá là chung chung,
Đó. và còn rất nhiều những cái từ khác mà mình nó cũng dạng chung chung nữa. Em muốn lấy một cái ví dụ khác ở đây nữa, giống như cái vừa nãy anh search, cái từ CAT. Từ CAT này ở đây là nó có được đăng ký bảo hộ cho khoảng mấy trăm nhãn hiệu và các dòng khác nhau nữa. Thì ở đây là nó sẽ còn, ví dụ ở đây là cái từ CAT thì người ta bảo hộ từ tháng mùng 1 tháng 2 năm 2020, hay là ở đâu, không phải, mùng 2 tháng 1 năm 2020, và người ta đăng ký bảo hộ cho những cái dịch vụ về giáo dục. Thì mình sẽ không được phép là bán hoặc là tạo ra một cái nhãn hiệu tương tự ở trong cái ngành giáo dục với cái tên CAT này, bởi vì là người ta đã đăng ký bảo hộ rồi. À, có một cái liên quan nữa liên quan đến vấn đề bảo hộ, đó là cái vị trí, cái quốc gia người ta đăng ký bảo hộ nữa. Nếu như mà cái thương hiệu này người ta mới chỉ đăng ký trên USPTO, có nghĩa là cái cục sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ thôi, có nghĩa là người ta chỉ đăng ký bảo hộ cho cái thương hiệu này trên cái thị trường Mỹ thôi, thì mình sẽ không được sử dụng cái thương hiệu này trên thị trường Mỹ. Nhưng mình hoàn toàn mình có thể đăng ký bảo hộ cho cái thương hiệu này, cho cái ngành này trên các cái đất nước khác. Và đặc biệt là giống như kiểu là Việt Nam có rất nhiều những cái thương hiệu lớn, nhưng người ta chỉ đăng ký bảo hộ cho cái thương hiệu của họ ở thị trường Việt Nam. Thì ra quốc tế người ta cứ tưởng là người ta đăng ký bảo hộ rồi, nhưng không, ra quốc tế bị người khác đăng ký bảo hộ trước, và người ta sẽ sẵn sàng quay lại kiện chính cái chủ sở hữu cái thương hiệu này, bởi vì là ông mới chỉ đăng ký bảo hộ ở thị trường Việt Nam thôi, còn là ra quốc tế ông không có bất kỳ những cái chứng minh pháp lý nào rằng ông đang sở hữu cái thương hiệu đó cả, và tôi có thể sở hữu. Thế nên là trước khi ra thế giới thì anh cũng hay có cái tư vấn cho các cái doanh nghiệp, đấy là luôn luôn phải đăng ký bảo hộ thương hiệu cho cái sản phẩm, cho cái những cái dòng sản phẩm của mình trước, để tránh những cái rắc rối đi kèm sau này. Ở dưới này thì là sẽ còn có là những cái liên quan đến những cái từ ghép. Nếu mà dùng từ két không thì ok, nhưng mà ở đây chúng ta có một con mèo thì nhìn khá là quen đúng không? Pussycat. Cái con mèo này nó đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu rồi nhá, với cái từ khóa Pussycat này. Và nếu mà mình và đã có rất nhiều những anh em học viên của mình đã dính cái từ khóa này. Có nghĩa là nó sẽ có thể là với đứng riêng một mình nó không thì không sao, ok. Nhưng mà với những cái từ khóa như thế này thì ghép vào cùng thì nó sẽ tạo lên được một cái thương hiệu, được một cái nhận diện về cái dòng con mèo này. Khá là mập ú và nhìn chân có một mọc ạ. Thì đây là chính là một con mèo đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu. Đây, còn con mèo bình thường thì ok, không sao cả. Với cái từ két không và không trùng lặp bởi những cái thương hiệu liên quan đến những cái dòng sản phẩm đã được đăng ký thì mình hoàn toàn có thể bán. Tiếp theo, xong sau khi là tìm hiểu về cái nhãn hiệu thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bằng sáng chế, hay là bảo hộ về cái patent này, bảo hộ về bằng sáng chế. Thì bằng sáng chế sẽ có 3 dạng. Một là sáng tạo về kiểu dáng thiết kế. Thứ hai là giống, có thể là hạt giống hoặc là con giống. Thứ ba là liên quan đến giải pháp hữu ích, tiện ích mang lại của cái thiết kế đó. Thì ở đây là người ta có thể là đăng ký bảo hộ cho 3 dạng như thế này được. Và chúng ta sẽ đi vào ví dụ về từng dòng một. Đầu tiên đấy là về design, về thiết kế, thì nó sẽ có thể là liên quan đến, ở đây là có những cái ví dụ liên quan đến, đây là một cái dạng chai nước của Coca-Cola, nó thay đổi theo từng năm. Đây là một cái giày, một cái dép có hình ngón chân này nhỉ. Thì đây là cũng là một cái dạng đã được đăng ký bảo hộ thiết kế. Một trong số những cái phát minh rất là vĩ đại, đó là cái chiếc iPhone, một chiếc điện thoại cảm ứng gần như là đầu tiên. Đó, thì đây là nó sẽ có những cái bảo hộ liên quan đến là đây là dạng là loa phát ra, hay là những cái cổng cắm chân sạc này,
nút home này và khá nhiều những cái bạn thiết kế khác nữa. Đặc biệt mà bây giờ là có rất nhiều những cái thương hiệu nó gần như là nó nhái theo nhưng không được phép là sử dụng chính xác cái hình dáng như vậy, hay là chính xác cái về cái kích thước đo đạc như vậy, mà sẽ cần phải là sai khác đi một cái kiểu gì đó mới. Như kiểu là đợt đầu mà iPhone nó ra cái camera hình vuông ấy, thì hầu như là đến cả thế giới, đến có khi là đến 40% để chê là nó xấu. Nhưng mà nhìn lại cho đến hiện tại thì tất cả những cái cam mà nó tam giác hay là nó tròn hay là nó hình các kiểu linh tinh thì bây giờ là đều đều ăn theo cái thiết kế đó của iPhone, nên là nó sẽ đều là nó giống nên giống giống như kiểu dạng hình vuông. Đó. Thì đấy là liên quan đến thiết kế. Ở đây là có một dạng nữa là liên quan đến thiết kế, liên quan đến kiểu dáng của những cái mẫu xe nữa. Thì với mỗi những cái thương hiệu mà người ta bán xe nổi tiếng ấy, thì người ta đều có những cái kỹ sư, những cái nhà thiết kế, những cái design rất là đặc biệt, rất là nổi tiếng. Người ta thiết kế ra những cái dòng xe của họ có những cái kiểu dáng mà mình nhìn phát là mình biết là cái của thương hiệu họ luôn rồi. Đó. Và người ta sẽ đăng ký bảo hộ cho những kiểu dáng này để những cái đối thủ cạnh tranh không được phép sử dụng những cái kiểu dáng y hệt như vậy cho cái thiết kế xe của họ. Ok, tiếp theo là liên quan đến bảo hộ về cái hạt giống hay là con giống. Thì ở đây là mình có một cái ví dụ về cái dòng hạt giống đặc sản Việt Nam mà được coi như là cái gạo ngon nhất thế giới, đó là gạo ST25. Dưa hấu không, ở đây là có một cái dạng khác nữa là dưa hấu không hạt hay là nho không hạt, thì chắc chắn là mọi người cũng đều khá là quen thuộc với những cái này rồi. Thì đây là những cái mà người ta bảo hộ cho cái quyền sáng chế ra cái loại hạt giống này. Ngoài ra thì nó còn có liên quan đến những cái dạng con giống nữa. Đó là những dạng mà lai tạp giữa một số những dòng khác nhau mà người ta tự nghĩ ra, hoặc là người ta sáng tạo ra cái dòng cái con vật đó ở trong phòng thí nghiệm ha, giống như là con cừu Dolly ấy, thì người ta đều có những cái bảo hộ liên quan đến sáng chế sáng tạo ra những cái hạt giống hay con giống này. Đó. Thì nếu như mà một cái thương hiệu ở bên nước ngoài mà người ta đăng ký bảo hộ cho cái ST25 về dạng trademark, nhưng trên thực tế cái ST25 không phải là thương hiệu của nó, mà nó là cái liên quan đến sáng tạo sáng chế ra cái mẫu hạt giống của gạo ST25 này, nên là những cái liên quan đến đăng ký trademark kia sẽ bị tước bỏ. Đó. Và nó không liên quan gì đến cái xuất xứ của dòng hạt gạo ST25 này. Tiếp theo đấy là liên quan đến giải pháp hữu ích. Thì ở đây là mình sẽ đưa ra một số những cái ví dụ liên quan đến giải pháp hữu ích và mình rất là quen thuộc. Đầu tiên đấy là bóng đèn của Einstein. À đâu vào? Của gì nhỉ? Phải không nhỉ? Anh Thành, bóng đèn của anh Edison. Edison nhỉ? Ừ, ok, Edison. Tự nhiên nhớ được anh Thành trước. Thomas Edison. Ok, bóng đèn. Tiếp theo đấy là cái sáng tạo rất hữu ích khác nữa mà con người đã nghĩ ra, đó là liên quan đến điện thoại. Giúp kết nối con người từ xa với nhau. Đơn giản hơn rất nhiều so với hệ thống điện tín ngày trước. Sáng tạo ra Internet để chúng ta có mạng, để chúng ta có thể work from home với nhau như bây giờ. Thì đây là những cái giải pháp hữu ích, nó rất là tuyệt vời và hiện tại chúng ta đang được sở hữu nó. Và những cái liên quan đến bảo hộ về cái sáng chế này, nó có thể tồn tại, có cái hiệu lực tồn tại là 25 năm. Nó nhiều hơn rất nhiều so với lại cái trademark kia. Và những cái người sở hữu ra những cái sáng chế này hoàn toàn có thể là một là người ta sẽ có thể là
cung cấp miễn phí cho những người khác, hoặc là người ta có thể bán kinh doanh thương mại những cái sáng chế này. Đó. Thì kiểu mà khi mà người ta nghĩ đến một cái dòng nào đấy thì người ta nghĩ ngay đến một cái tên ấy. Thì đó là đã được đăng ký bảo hộ rất là rõ nét rồi. Ok. Thì bằng sáng chế tiện ích thì là bằng sáng chế để bảo vệ các chức năng và tính năng của một công nghệ mới hoặc là cải tiến và mang tính hữu ích. Đó, thì đây là liên quan đến bằng sáng chế tiện ích. Ok. Thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm tra được cái sản phẩm đấy nó có patent hay không? Thì kiểm tra patent thì mình sẽ chủ yếu thì mình sẽ dùng cái trang US Patent này. Và chúng ta sẽ vào cái danh mục patent, search for patent này để chúng ta kiểm tra. Tiếp theo là chúng ta sẽ kéo xuống dưới một chút thì chúng ta sẽ ở đây là nó sẽ có ba cái để chúng mình kiểm tra, đó là một là quick search, là kiểm tra nhanh về một cái ứng dụng nào đấy hoặc là một cái thiết kế nào đấy. Tiếp theo đấy là cái advanced search, là kiểu dạng kiểm tra cao cấp hơn. Và thứ ba bên dưới đó là cái pattern number search, có nghĩa là mình kiểu dạng mà mình vi phạm rồi và người ta cung cấp cho mình một cái mã số vi phạm. Nó là như thế nào đấy, mã số đăng ký bảo hộ patent đấy, thì mình sẽ có thể là copy đúng cái số đấy vào trong cái kiểm tra này để mình kiểm tra cho kỹ xem là có đúng là cái sản phẩm của mình nó bị vi phạm patent hay không. Đó. Thì chủ yếu là mình kiểm tra nhanh thì mình sẽ sử dụng cái phần trên cùng. Đây là cái phần mà mình sẽ dùng nhiều nhất, quick search, search nhanh. Ở đây. Thì ở đây là anh có một cái sản phẩm mà đợt rồi cũng đã bị dính patent. Đó. Thì nhìn thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà sau khi anh copy và anh kiểm tra cái từ này, toy storage bag này, đây là túi đựng đồ chơi cho trẻ em. Đó. Và anh copy vào cái phần dưới và anh tìm kiếm thì nó cho ra cái kết quả là như thế này. Đó, nó ra cho ra hai kết quả cơ, và đây là cái kết quả mà anh tìm thấy được mà nó đúng với lại cái sản phẩm của mình đang bán. Thì với cái từ khóa toy storage này anh vào xem dễ nhất, kiểm tra dễ nhất thì là mình hay kiểm tra vào bằng hình ảnh, bởi vì là nó chủ yếu là nó sẽ dính liên quan đến kiểu dáng thiết kế là nhiều nhất. Anh sợi sớt vào hình ảnh này thì anh sẽ thấy được một cái kết quả đây. Đây là cái hình ảnh của cái pattern mà người ta đăng ký, và so với lại cái sản phẩm mà mình đang bán thì ok, nó là một rồi, nó đúng thật và mình đã vi phạm cái đăng ký bảo hộ này. Ok, vậy thì những thứ mà liên quan đến pattern là những cái khá là đau đầu mà khó để mình kiểm tra nhất. Vậy thì có cái cách nào dễ dàng hơn trong cái việc là mình có thể là tránh khỏi cái việc là vi phạm cái quyền sáng chế này không? Thì ở đây anh đưa ra một số những cái cách mà hiện tại mình đang áp dụng, đang làm để giúp mình tránh và giảm thiểu rủi ro cho việc là dính sáng chế. Đầu tiên đấy là liên quan đến thiết kế kiểu dáng, bảo hộ cho thiết kế kiểu dáng. Thì mình sẽ bán những cái sản phẩm mà đơn giản và phổ thông thôi, không bán qua những sản phẩm mà quá đặc biệt và quá mang tính là nó khác biệt. Đó. Tiếp theo đấy là những cái liên quan đến bảo hộ về cái hạt giống hay con giống. Thì ở trên Amazon đặc biệt người ta không cho phép bán những cái sản phẩm hạt giống và con giống, nên là cái này mình không cần phải lo, bởi vì là mình đâu có bán những cái dòng này đâu, và mình thật sự là mình cũng không được phép bán nên là mình cũng không không quá lo lắng về vấn đề này. Tiếp theo đấy là liên quan đến sản phẩm tiện ích hữu ích, thì mình cũng sẽ bán những cái sản phẩm mà nó đơn thuần đơn giản, không có quá nhiều tính mà thông minh quá hay là nó có nhiều tính năng quá, mà mình có thể là nhìn nhiều những cái sản phẩm mà mình sẽ nhìn thấy nó là nó có cái điểm gì đặc biệt không. Nếu mà đặc biệt quá thì mình sẽ cần phải kiểm tra kỹ, kiểm tra thông qua những cái bước mà vừa nãy anh vừa hướng dẫn đó.
Còn nếu như mà mình mà kiểm tra mà thấy nó không không quá đặc biệt, không quá thông minh, không quá đa nhiệm thì mình có thể hoàn toàn mình có thể bán nó được. Đó, thì cái này nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái tính kinh nghiệm. Khi mà mình bán hàng trên Amazon càng lâu thì mình nhìn các cái sản phẩm nó sẽ cái điểm an toàn nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với người mới. Đó, nên là khi mà những người mới thì chúng ta lên chú trọng vào một số những cái mà anh gợi ý ở đây thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, lọc bỏ được rất nhiều rồi. Nó có thể lên đến 70-80% cái khả năng mình dính phải cái liên quan đến pattern này. Cái số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu đó là liên quan đến copyright, bảo hộ liên quan đến bản quyền sáng chế, bản bản quyền. Ok, tiếp đầu tiên đấy là mình sẽ tìm hiểu xem copyright có nghĩa là gì và người ta sẽ bảo hộ cho những cái gì. Thì ở đây có thể là liên quan đến sáng chế, sáng tác ra một bài hát hay một đoạn nhạc nào đấy, một bản phối khí nào đấy. Thì giống như kiểu là lấy một cái ví dụ giống kiểu Sơn Tùng ấy, người bị rất hay bị anti-fan soi là người Sơn Tùng có bị dính cái copyright này không, có đạo nhạc hay không. Đó thì người ta sẽ dựa vào những cái âm thanh giai điệu trong cái bản nhạc của Sơn Tùng để người ta đối chiếu và so sánh với một cái bản nhạc nào đó của nước ngoài như của bên Hàn Quốc hay bên nước hay bên châu Âu ấy, để xem là nó giống đến bao nhiêu phần trăm. Thì nếu mà giống trên 70% thì chắc chắn là đấy là liên quan đến copyright rồi. Đó. Tiếp theo đấy là liên quan đến nội dung sáng tác ở đây cũng có thể là liên quan đến sách, ở những quyển sách rất là nổi tiếng mà người ta hay gọi là bán sách lậu ấy, thì đây cũng sẽ liên quan đến cái copyright này. Ngoài ra nó có thể liên quan đến nội dung những cái bài báo, bài phóng sự, bài tiểu sự về những cái liên quan đến bản quyền sáng tác ra nội dung. Tiếp theo là hình ảnh. Hình ảnh ở đây thì có thể là những cái hình ảnh chụp điện thoại, người ta cũng có thể là đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo hộ copyright được, hay là những cái liên quan đến những cái tranh vẽ khá nổi tiếng. Liên quan đến chương trình truyền hình thì ở đây là cũng là một phong phố những cái nội dung mà sẽ được đăng ký bảo hộ, hoặc là như bây giờ là trên YouTube cũng thế, là cũng sẽ có những cái kênh mà người ta có những cái nội dung mà nó khá là đặc biệt và người ta hoàn toàn người ta có thể đăng ký bảo hộ cho cái nội dung đó được. Những cái tác phẩm nghệ thuật, điêu khắc hay là những cái vở nhạc kịch nổi tiếng thì cũng có thể là người ta sẽ đăng ký bảo hộ. Và những cái tác phẩm nghệ thuật khác nữa như là những cái vở múa, ba lê các thứ thì là người ta hoàn toàn người ta có thể bảo hộ quyền sở hữu tác giả cho cái những cái thể loại đó. Ok, ở đây thì có một cái mà mình dễ dàng nhận biết được, đấy là ở ví dụ ở trên ở cuối mỗi website nó hay có cái ghi là cái copyright by cái ai đó đấy. Thì là đây là bảo hộ quyền tác giả cho những cái nội dung được đăng tải trên cái website này. Là mình sẽ sắp tới mình cũng sẽ làm nhiều về PUD thì sẽ có những cái copyright liên quan đến vấn đề là thiết kế ra những cái design như thế này. Đó. Thì người ta sẽ có thể được đăng ký bảo hộ cho những cái design của mình. Khi mà những cái design đó nó có thể đều đem lại cho họ khá nhiều sale và người ta đăng ký bảo hộ cho nó thì không một ai được phép là sử dụng lại chính cái design này. Hoặc là ở trên listing cũng có thể liên quan đến cái phần mà mô tả của sản phẩm, như là bao gồm có tiêu đề, mô tả ngắn, mô tả dài thì người ta hoàn toàn người ta cũng có thể đăng ký bảo hộ cho cái thương hiệu, cho cái copyright đấy, cho cái nội dung đó được. Thì khi mà chúng ta mà anh hay hay bảo là đi chúng ta đi nghiên cứu về những cái đối thủ, những cái người bán tốt và chúng ta sẽ học cách họ viết, sau đó là mình modify đây
nghĩa là mình sẽ thay đổi nội dung đi để nó phù hợp để với sản phẩm của mình, và để tránh cái việc copyright này, mình sẽ không hoàn toàn mình copy y nguyên của họ vào làm cái của listing của mình được. Và hiện tại trên Amazon người ta cũng có cái dạng report như thế này, report một cái nội dung nó tương tự. Và Amazon tuyệt đối là người ta không không đồng tình khi mà hai cái sản phẩm được mô tả y hệt như nhau. Theo đây là có thể là liên quan đến copyright về cái kiểu chữ, kiểu phông chữ. Đó. Thế đây là ví dụ là cái từ Vintech này đã có thể là đã được đăng ký bảo hộ rồi với cái phông chữ này. Và hiện tại trên cái những cái phông chữ mà mình đang dùng ý thì cũng có thể là đã sẽ có những cái phông chữ hầu hết là nó đã đều đăng ký bảo hộ, nhưng nó được mua lại bản quyền bởi những cái như những cái công cụ mà mình đang sử dụng như là Word, Excel hay là Photoshop hay là các kiểu, thì nó sẽ có những cái phông chữ mặc định mà người ta đã mua. Tuy nhiên là mình có thể sử dụng nó với mục đích cá nhân thì được, nhưng mình không được phép sử dụng nó với mục đích là kinh doanh. Thì nếu mà mình sử dụng những cái phông chữ này dưới dạng kinh doanh thì rất có thể những cái đơn vị sở hữu bản quyền của những cái phông chữ này hoàn toàn họ có thể kiện mình nếu như mình không được cấp phép. Ok, ở đây là một cái tác phẩm nghệ thuật là Mona Lisa, và đây là Mona Lisa béo là dạng mà người ta đã làm cho nó khác đi. Ok, tiếp theo là mình làm thế nào để mình check xem là cái nội dung đó nó có bị dính cái bảo hộ copyright hay không. Thì mình có thể là vào cái trang web là copyright.gov để mình kiểm tra về cái phần text. Thì ở đây nó sẽ có, mình sẽ vào cái phần Official Public Catalog này để mình kiểm tra. Sau đó mình sẽ điền cái nội dung của nó vào đây. Hoặc bên cạnh nó sẽ có cái other search option này nữa. Mình có thể điền nội dung những cái mà mình muốn kiểm tra xem là nó có bị đăng ký bảo hộ hay không. Ở đây nó sẽ có liên quan đến là bảo hộ về tiêu đề này, bảo hộ về cái tên này, những cái từ khóa này, hay là những cái nội dung khác nữa. Thì ở đây là mình có thể là điền nội dung vào đây và ấn search để kiểm tra. Đó. Điền nội dung vào và kiểm tra. Tiếp theo là liên quan đến kiểm tra về cái bảo hộ, về cái video hay là những cái dạng âm thanh nó có được đăng ký bảo hộ hay không. Thì thông thường hiện tại một cái công cụ miễn phí mà mình hay dùng nhất đó là YouTube, kênh YouTube. Thì khi mà mình đăng tải những cái nội dung lên thì nó sẽ có cái phần check, và khi mà những cái nội dung đó nó sẽ có thể là sẽ được cảnh báo bởi YouTube và sẽ bắt buộc là mình sẽ phải xóa đi hoặc là edit thay đổi nội dung đi để nó sẽ không bị dính cái nội dung liên quan đến bản quyền nữa. Thường thì những cái nội dung nếu mà liên quan hầu hết ở trên cái YouTube này là hay vi phạm bản quyền về cái âm thanh, thì với những cái đoạn video mà nó có chứa âm thanh liên quan đến bản quyền ấy thì thường nó hay bị tắt tiếng đi. Và giờ thì cũng có một số những cái check liên quan đến âm thanh như của bên Facebook cũng thế. Thì những cái nội dung mà nó liên quan đến bản quyền sáng chế âm thanh thì nó sẽ bị tắt tiếng đi nếu như mình không được không có cái sở hữu bản quyền đó. Và thế nên là ở trên soạn thảo cho những cái video này thì mọi người hay search những cái là âm thanh không có bản quyền ấy, để chèn vào nội dung ấy, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Tiếp theo đấy là kiểm tra xem là cái hình ảnh thì nó có thể là dính bản quyền hay không. Thì ở đây là mình có thể là paste cái URL của ảnh hoặc là upload chính cái ảnh đó lên trên Google để tìm kiếm kiểm tra. Thì với những cái hình ảnh mà nó sẽ có thể mang tính bản quyền thì bên Google người ta cũng sẽ có những cái gợi ý ở bên dưới hình ảnh. Đó là ở đây là có cái dòng là hình ảnh có thể có bản quyền. Rồi, vậy thì làm thế nào để mình bán những cái sản phẩm mà
nó có dính một chút liên quan đến cái copyright này. Thì đầu tiên đấy là mình sẽ thay đổi nó đi, mình sẽ không giữ nguyên hiện trạng nó nữa mà mình sẽ biến tấu nó, nâng cấp nó, những cái thiết kế đó lên một tầm khác. Thì ở đây là có một cái biểu tượng là ban đầu nó là cái thiết kế đó nó giống như là hình của một con sâu chẳng hạn, và mình sẽ cần làm thế nào đấy để mình nâng cấp cái design đấy lên thành một con bướm. Thì như thế thì mình sẽ dù là vẫn là cái con đó thôi, nhưng mà mình sẽ nâng cấp nó lên để trở thành một một loại khác đó, nó cao cấp hơn và người ta sẽ không thể nào mà đang đánh bản quyền của mình được. Thứ hai đấy là mình sẽ kết hợp những cái thiết kế lại với nhau. Có rất nhiều các thiết kế nó có thể dính bản quyền, nhưng khi kết hợp lại nó lại với nhau thì nó lại không có phần bản quyền nữa. Hoặc thứ hai là mình có thể modify đi, mình có thể là chỉnh sửa làm cho nó sai khác đi một chút đó. Tùy biến nó đi, biến đổi nó đi để nó không còn là cái thiết kế ban đầu nữa. Thì như thế thì nó sẽ không bị liên quan đến bản quyền đó. Thì ở trên mạng thì có rất nhiều người sử dụng những cái thiết kế có sẵn đang bán rất là hot trên 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 mạng để upload thẳng lên trên cái kênh của mình để bán. Tuy nhiên là khi mà bị đăng ký và đánh bản quyền ấy, thì những cái tài khoản đó sẽ bị chết. Vậy thì mình sẽ cần phải là cái cách của mình đó là mình sẽ tham khảo những cái nội dung đó và biến đổi nó đi. Thì như thế, một là mình sẽ design lại nó và biến đổi những cái nội dung nó đi. Thì mình sẽ không bị sợ liên quan đến bản quyền nữa. Tiếp theo đấy, mình có một cái dạng là copyright thì nó sẽ là liên quan đến bản quyền. Nhưng mà có một cái nghề đó là copywriter, có nghĩa là mình sẽ đây là cái nghề này là cái nghề mà sẽ thu thập tất cả những cái thông tin trên trên thế giới, những cái thông tin trên online để mình về để mình làm giàu cho cái nội dung của mình. Tuy nhiên khi về đến tay copywriter thì người ta sẽ cần phải sáng tạo lại cái nội dung đấy, tổng hợp từ nguồn này một ít, nguồn kia một ít, và sẽ viết lại, thay đổi cái cách biểu hiện của cái từ đó thành một cái từ đồng nghĩa khác nhau để biến cho cái nội dung từ là 100% như của họ copy về biến thành chỉ còn lại còn khoảng 30% những cái nội dung. Ví dụ như là liên quan đến những cái số liệu thì mình sẽ không thể nào mình thay đổi được, nhưng mình hoàn toàn mình có thể là thay đổi về cái văn phong viết hay là về những cái cách để mình trình bày ra những ý tưởng đó. Đó là lý do tại sao mà anh hay bảo em là hoàn toàn có thể là tham khảo những cái nội dung mô tả của những cái người bán chạy bán tốt. Tuy nhiên là khi về đến cái listing của mình thì mình sẽ cần phải viết lại nó để làm sao cho cái mô tả đấy nó đúng với lại cái sản phẩm của mình, chứ không nói về sản phẩm của cái ông hàng xóm mà mình có về đấy. Thứ hai là mình sẽ phải viết theo cái văn phong của mình, nghĩa là mình sẽ học cách họ trình bày về sản phẩm thôi. Còn mình hoàn toàn mình sẽ có thể là viết lại nó với một cái cách khác để mô tả cho sản phẩm của mình. Ở đây anh có một cái mức cái bảng mức độ level nguy hiểm, cái mức độ nguy hiểm của từng dòng một. Thì nó sẽ đi ngược từ dưới lên trên như vừa rồi anh mô tả. Thì ở bên trên cùng là cái mức độ nguy hiểm nhất và dễ nhận biết nhất. Đó, và cái trademark thì là những cái lỗi mà mình sẽ một là dễ mắc nhất này. Nhưng mà mình hoàn toàn mình có thể là nhận biết được dễ nhất. Và cái trademark này thì người ta hoàn toàn người ta sẽ dễ dàng kiện mình nhất. Rồi thứ hai liên quan đến patent. Và thứ ba là copyright. Thì ở đây là những cái mà người ta có thể là đăng ký bảo hộ. Nhưng mà nó sẽ dừng lại ở một mức độ nguy hiểm nào đấy mà mình hoàn toàn mình có thể kiểm soát được.